chào các bạn. Hôm nay là quay trong Sam Commercial, trung tâm thương mại ở Cora trong mùa Noel. Thấy nó rất trang hoàng, thấy đẹp này. Trang hoàng thấy đẹp. Được, có mấy cái gian hàng nó bán đồ, bán bánh, bán gì đó thôi. Đây bán khăn, bán nó. Đây bán mật ong. Mật ong kilo 17 đồng. Đây bán cái gì đây? Bán xà bông. Xà bông rồi mấy cái bun này kia. Xà bông. Dầu thơm nữa. Giờ đi lại kia quay cái chỗ kia coi có gì nha. Lúc này thấy không khí Noel nè, thấy bắt đầu không khí Noel bắt đầu tưng bừng, mà người ta thì ít, khách hàng thì ít, không có ai đi nhiều. Hôm nay là thứ hai cho nên ít người. Đây là mấy người làm móng. Làm móng. Đó. Đây là những người đang ngồi uống cà phê. Uống cà phê ngon lắm. Đây nó có ông già Noel đây. Quay cho bạn coi già Noel. Đẹp quá. Có mấy con gấu lắc lư. Đây cái cadeau. Mình sẽ quay già Noel thử ra có cái gì. Ok rồi. Con gấu. Đây này có cái ghế không? Bây giờ nuôi anh ngồi, nhưng mà hôm nay không có ổng. Đó, ghế ổng á. Biết cho người ta chờ vô ngồi không biết. Ghế này ghế vàng đi nha.
bán cái gì đây không biết. Bán đồ cho mấy người tại trưng diện. Đây có mấy cái ghế ngồi để ngồi chơi. Đây cái đèn. Này bán khăn. Đây tiệm bán xà bông và thơm được chứ. Đây cái gì bán xà bông. Xà bông mà làm mấy con ngựa nha. Đây nó có cái cado Noel cái đèn đẹp không. Đó đây có kẹo bánh nè, kẹo Marilyn. Cái bà đứng nha, nóng sạc xe quá. Đây chấm dứt chương trình video. Hẹn các bạn trong video sau. Bye bye.